hoạt động làm quen chữ cái. Ngày hôm nay, giáo viên xin phép được phối hợp với phụ huynh hướng dẫn trẻ làm quen chữ cái E, E qua một số trò chơi. Qua video này, phụ huynh có thể tự hướng dẫn các con học chữ cái tại nhà đơn giản mà vẫn hiệu quả. Trước khi vào bài học, phụ huynh hãy chuẩn bị cho các con những đồ dùng sau. Các thẻ chữ cái E, E, bút chì và một số bài thơ, câu chuyện hay sách báo, tạp chí có khắc chữ E, E. Bây giờ, mời quý phụ huynh cùng hướng dẫn các con phát âm lại hai chữ E, E nhé. Chữ E được phát âm như sau. E, E. Các con cùng phát âm lại nào. E, E. Bây giờ, phụ huynh hãy cùng hướng dẫn trẻ quan sát xem cấu tạo chữ E gồm những nét gì. Chữ E gồm một nét ngang, liền mạch với một nét cong hở phải. E, E. Các con hãy cùng xem cấu tạo chữ E gồm những nét gì nhé. Chữ E gồm một nét ngang, liền mạch với một nét cong hở phải và dấu mũ nhỏ ở phía trên. Các con đã sẵn sàng để tham gia các trò chơi chưa nào? Trò chơi đầu tiên mang tên Ai đoán giỏi. Để chơi được trò chơi này, các phụ huynh hãy cùng kiểm tra kết quả câu trả lời của trẻ. Các con hãy lắng nghe câu hỏi và lựa chọn đáp án mình cho là đúng nhất nhé. Nào, chúng ta cùng đến với câu hỏi đầu tiên. Đố các con, tổ ong trên có bao nhiêu chữ E? Ong vàng tìm được 4 chữ E đấy. Chúng mình cùng kiểm tra nào. 1, 2, 3, 4. Tất cả là 4 chữ E. Xin chúc mừng các bạn có câu trả lời là 4 chữ E. Câu hỏi số 2. Đố các bé, chữ cái nào có cấu tạo gồm một nét ngang và một nét cong hở phải? Đáp án 1, chữ O. Đáp án 2, chữ E. Đáp án 3, chữ E. Thời gian bắt đầu. Và chữ cái trong câu hỏi số 2 này chính là chữ E đấy. Chữ E gồm một nét ngang và một nét cong hở phải. Cô xin tặng cho các bạn có cùng câu trả lời với cô một trái tim màu đỏ. Bây giờ chúng mình cùng đến tới câu hỏi số 3. Chữ E cấu tạo gồm những nét gì? Đáp án 1, gồm một nét ngang và một nét cong hở phải và một dấu mũ xuôi. Đáp án 2, gồm một nét ngang và một nét cong hở phải. Đáp án 3, gồm một nét cong tròn khép kín và một dấu mũ xuôi. Thời gian bắt đầu. Câu trả lời là đáp án 1, gồm một nét ngang, một nét cong hở phải và một dấu mũ xuôi. Cô xin tặng cho các bạn có câu trả lời đúng một ngôi sao may mắn. Vừa rồi các con được chơi trò chơi rất vui được không nào? Bây giờ xin mời các con đến với trò chơi thứ hai, đó là trò chơi thử tài bé yêu. Thỏ Náu hôm nay đi ra nông trại để thu hoạch những củ cà rốt. Trên mỗi củ cà rốt lại chứa những chữ cái E, E mà chúng mình đã được làm quen đấy. Thỏ Náu muốn nhờ chúng mình sẽ thu hoạch những củ cà rốt này. Nhưng chúng mình hãy chia những củ cà rốt có chứa chữ E vào rổ chữ E, và những củ cà rốt có chứa chữ E vào rổ chữ E đấy. Chúng mình có làm được không? Các con hãy suy nghĩ để nhổ những củ cà rốt vào rổ sao cho thật là chính xác nhé. Bây giờ các con hãy thu hoạch củ cà rốt có chứa chữ E trước nhé. Củ cà rốt chứa chữ E đầu tiên. Củ cà rốt thứ hai. Củ cà rốt chứa chữ E thứ ba.
củ cà rốt thứ tư. Còn củ cà rốt chữ E nào nữa không? À, đây rồi. Vậy là rổ cà rốt chữ E đã đầy rồi đấy. Bây giờ trên nông trại chỉ còn lại củ cà rốt chứa chữ E. Chúng mình sẽ càng dễ dàng giúp bạn thỏ náu rồi. Chúng mình hãy cùng đếm nhé. Củ cà rốt chứa chữ E đầu tiên. Củ cà rốt chứa chữ E thứ hai. Củ cà rốt thứ ba. Củ cà rốt thứ tư. Và củ cà rốt cuối cùng. Bạn thỏ vui quá. Bạn thỏ muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn đã giúp thỏ chia những củ cà rốt có chữ cái EE về đúng rổ rồi đấy. Qua trò chơi, cô thấy bạn nào cũng xứng đáng giành được danh hiệu một chiếc cúp vàng. Và bây giờ, chúng mình cùng đến với trò chơi tiếp theo. Trò chơi nhìn nhanh, đoán đúng. Để chơi được trò chơi này, các con hãy nối chữ còn thiếu vào từ có sẵn để được đáp án đúng nhất nhé. Chúng mình cùng đến với từ đầu tiên, từ đèn ngủ. Đáp án 1, chữ E in thường. Đáp án 2, chữ E in thường. Đáp án 3, chữ E in hoa. Chúng mình cùng nhìn lên màn hình xem đó là đáp án gì nhé. Xin chúc mừng các bạn có đáp án số 2, chữ E in thường, được từ đèn ngủ. Chúng mình cùng đến với từ tiếp theo, đó là từ điện thoại. Đáp án 1, chữ E in hoa. Đáp án 2, chữ E in thường. Đáp án 3, chữ E in thường. Chúng mình sẽ điền đáp án gì? Chính xác, đó là đáp án số 3, chữ E in thường, được từ điện thoại. Từ thứ 3 là từ rèm cửa. Đáp án 1, chữ E in thường. Đáp án 2, chữ E viết thường. Đáp án 3, chữ E in thường. Thời gian bắt đầu. Chúng mình cùng chọn đáp án mấy nhỉ? Và đáp án của cô là đáp án số 1, chữ E in thường. Khi điền chữ E vào chỗ trống thì được chữ rèm cửa. Vừa rồi phụ huynh đã cùng cô hướng dẫn và kiểm tra kết quả các trò chơi của các con. Ngoài ra, các bậc phụ huynh có thể giúp các con chơi các trò chơi như gạch chân các chữ cái EE đã học qua các tờ sách truyện, bài thơ hay tạp chí để các con ghi nhớ sâu hơn. Vừa rồi cô đã chia sẻ với phụ huynh cách hướng dẫn trẻ làm quen chữ cái EE qua một số trò chơi. Cô chúc các bậc phụ huynh có một buổi học vui vẻ và bổ ích bên các con. Bài học đến đây là kết thúc rồi. Xin kính chào quý phụ huynh và hẹn gặp lại các con trong những bài học tiếp theo.